Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới, một ngày thứ hai đầu tuần, mọi việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, may mắn và vui vẻ nha. Thưa bà con và mọi người, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, mình là Phú Hào sẽ quay trở lại quay giải cả cà phê và tiêu tại cả địa phương, các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ hai. Sắp thì đâu rồi ra sao nha. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh mình nha, kênh đài Phú Hào nha. Thì bà con nào lần đầu tiên xem kênh mình thì cho mình xin một nút like, một nút đăng ký miễn phí bà con nha. Sau đây là Phú Hào mời bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ hai nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ hai đầu tuần ngày 24 tháng 7 năm 2023. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu xã hôm nay ngày thứ hai đầu tuần tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.